Chào chị nhá. Dạ vâng. Chị đang phơi sắn à? Cái sắn này là cho gà hay là cho... À thế à? Bà đi đâu rồi à? Thế còn chị Toàn? Chị không đội cái nón vào cho nó đỡ nắng. Vâng. Hôm trước là bảo chị Toàn đan thêm quạt. Đây, đây, đang phơi đây đúng không? Ai phơi cho đây ạ? À? Hôm trước là bà bảo 10.000 một cái nha. Đấy, có nhất là nhiều các bác đặt 10 cái, 20 cái. Bằng này là đan được một cái này các bác. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cái. 15 cái. Đây các bác. Chia sẻ với các bác ngôi nhà của bà Roán. Nuôi hai người con là chị Lâm và chị Toàn là bị khuyết tật, là không nhìn thấy. Và một người cháu nữa, hoàn cảnh cũng vô cùng đặc biệt. Sau khi Phiang chia sẻ thì được các bác giúp xây cái ngôi nhà này. Đấy. Đặc biệt là có anh Cường ở Thái Nguyên gửi hai lần, một lần là 50 triệu, một lần là 10 triệu. Và các cô bác mạnh thường quân khác đấy, giúp để làm nhà. Đấy, cái này thì già này để mấy nữa mà có điều kiện sẽ bắn cái mái hiên ra ngoài này. Đây này, đấy. Nhưng mà hiện tại là chưa có thì cái phần đấy Phiang chưa dám nói đến. Chị phơi xong thì chị phải đi vào cho đỡ nắng chứ. Không à, ốm ạ. Thấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi này. Vâng. Chị thấy nhà sờ có đẹp không? Đẹp. Đẹp à? À, cho bà nhá. Vâng. Bà đang làm gì đây? Bà đi lấy nước sạch, không biết lấy về đâu. Nước sạch cạn. À, hết nước rồi à? Có nước nhưng mà tắc ở đâu không biết. Còn đâu không biết, không thấy. Phải không? Bây giờ không có nước thì mấy bác thợ xây làm kiểu gì? Lấy nước ao à? Anh con trai bà đâu rồi? Anh Thiệu nhà. Dạ vâng. Anh ấy không sang đây xem nhà. Anh ấy đang đi giặt quần áo cho vừa. Ôi trời ơi, ông ấy tuyệt vời đấy nhỉ. Giặt quần áo luôn. Vâng. Giặt quần áo với cả nấu cơm, rửa bát, quét nhà cho vợ. Nhà của bà như này đẹp chưa? Đẹp lắm rồi. Chả cả xã Tùng Bá mới kêu gọi được từ thiện làm nhà cho bà được một cái nhà rất là đẹp, tuyệt vời ở cả xã Tùng Bá. Nhà của bà là còn có cái mái là mái tôn, tôn lạnh ấy, không phải bằng cái tấm fibro xi măng như lần trước đâu. Tấm fibro xi măng như lần trước ấy là nó giống như các nhà kia kìa. Nó chỉ được một thời gian thôi. Nó rất là nóng. Đấy, với cả nó không đẹp nữa. Đợt này xây nhà cho bà là lợp mái bằng tôn lạnh cho bà. Và hôm trước cháu mà nhận tiền cho bà ấy thì là số tiền nhận là được hơn 100 triệu. Thì đưa cho bà một ít rồi, bà đã trang trải rồi. Thì mới đầu tính ấy là nhà của bà là sẽ không đủ cái tiền mà để làm gạch nát lên, gạch hoa ấy. Lần trước cháu vào mà bà phải đưa lên bệnh viện để thăm trông cháu ấy. Là con của chị Toàn ấy bị ốm ấy, thì cháu vào đấy quay chia sẻ ấy, là cũng có thông báo với các bác là nhà của bà là tình hình như thế, là nền nhà là không có, và đặc biệt là nhà bà là có hai chị ấy, chị Lâm với ở chị Toàn này là không nhìn thấy. Đấy, nếu mà có cái nền gạch lát bằng đá hoa ấy, thì là rất là sạch sẽ, thì là sẽ không bị bẩn nữa. Chị rửa chân tay đi lại thì nó sạch sẽ. Đấy, bỏ dép ở ngoài thôi. Thì quay chia sẻ như thế thì có bác tên là bác Thanh, bác ở Đức. Đấy, bác gửi, bác ở bên Đức chứ không phải đạo Đức. Vâng, bác ấy gửi thêm là 7 triệu 500 nghìn nữa để giúp làm cái nền gạch cho nhà chị. Đó, thì là hôm nay em vào thông báo cho nhà chị biết như thế thì em sẽ lấy thêm gạch nát nền để bảo các anh thợ xây này giúp là nát nền vào cho chị. Từ đó là mình sẽ là sạch sẽ, là lát gạch là phòng nhà khách này với là buồng thôi, còn bếp thì không làm đó nhá. Đây Phiang quay chia sẻ với các bác cái ngôi nhà của bà Đoán. Đấy, đã sắp xong rồi. Cái phần đằng này là lần trước là định thiết kế bếp nhưng mà bên này này đấy, nhưng mà không thiết kế được. Còn mấy cái cột sắt này bà cứ để đấy nhá. Đây này, mấy nữa mà sau này có điều kiện thì làm cái bán mái ra. Đó.
Đây. Thế là chị tèn ở trong phòng à? Tèn luôn ở. Đã đan chưa? Né đang phơi né. Cái đấy lấy vào đan được chưa? Đan thì hôm qua hôm kia bà đang đi lấy đang phơi cái củ cú. Hôm nọ đưa cho con cháu xem còn. À vâng, tí cháu lấy hết. Hôm nọ hứa rồi 10.000 một cái nhỉ. Có bao nhiêu cái bà? 10 cái à? Chắc với 10 cái hay 8 cái không biết, bà không được đếm. Vâng. Chị Lâm là có mấy con vịt nhỉ? 11 con bé, 11 con to. À thế à? Đấy là tài sản của chị đấy à? Vâng. À, thế bây giờ ai lấy trộm mất nắm nào? Một con biết không? Biết đâu, trộm được không biết. Đếm không thấy thì bảo mất. Đếm là nó cứ đi vào chuồng, chuồng ở đằng sau chị đấy à? Ừ. Ồ, à, vâng. Đói nó khắc về. Đói nó khắc về, cứ túm từng con một để đếm nha. Mất không thấy về thì con. Đây các bác. Đấy. Phải quay chia sẻ với các bác ngôi nhà này, cát này là cát xây nhưng mà phải sàng qua các bác. Đây này, các bác thợ xây đây là rất là cẩn thận sàng qua để lấy cái cát mềm ra. Cái nền nhà cũ đây. Đây cửa sổ lần trước là phải lúc mà vào thì là chưa có cái này thì phải bảo cắt ra đây này. Đấy, các anh ấy cắt ra rồi cho nó thoáng, nhà phải có cửa sổ cho nó thoáng. Bếp nó có cửa sổ, đúng rồi, nhà có cửa sổ này. Đấy, phòng có cửa sổ, đằng kia anh cũng để cửa sổ thôi. Chị này là vợ của anh Hình nhỉ? Anh Được thôi. À, anh Được nhầm, anh Hình là anh trai đúng không nhỉ? À. Cứ dâu ông nọ cắm cằm bà kia chết. Đây là đang lên bức ngăn ở các phòng. Anh này thì nghe được nhưng không nói được nhỉ? Yeah. Đẹp trai đấy nhỉ, đây là cái này phải để này. À, rồi xi măng này thay như của kiểu gôm ấy. À. Anh làm được bao nhiêu tiền ngày? 200.000 ngày à? Ừ. Được, hôm nay phèn cho anh 200.000 luôn. Rất quý luôn. Đây. Đây cho anh 200.000. Cho. Cho anh 200.000. Cảm ơn anh nhỉ. Ừ. Ôi, không làm thế đâu. Được rồi. Làm con gì? Cầm điền uống nước đúc vào đây. Đấy. Cho 200.000. À. Các bác cho phèn phèn này, thi thoảng phèn đi đường là phèn có một chút kinh phí thi thoảng chia cho mọi người. Cầm đi tán gái. Đi tán gái. Con rể. Con rể ai? Ở đây ai có thì cho làm con rể. Bà đúng rồi. Bà có cho làm con rể bà không? Ô, em còn không biết nói cả hai người bằng nhau. Thế bà cho lấy đi. Thế này ai mà hả? Biết cho lắm. Có phải con cháu không, anh em không? Anh em họ hàng mà. Thế thì lấy em sao được bà? Lấy được rồi, nói đùa thôi. Bà cứ bảo cho làm con rể đi, con rể ai mới được chứ bà. Chán đời thật này. Đấy. Bà là đây là phòng của bà đây đúng không? Bà thích phòng này à? Đây này. Phòng nào bà cũng ngủ đấy. Thế thì bây giờ chị Toàn chị Năm ở bên này, bà ở đây đúng không? Hay bà chọn phòng nào? Phòng nào cũng đẹp. Phòng nào cũng đẹp à? Mấy cái cây xà này còn dùng được không nhỉ? Thế thì tiết kiệm là mình không lấy cái này nữa, không lấy xà kia nữa. Cái này hiện tại bây giờ còn thiếu 2 cái. Vâng, thì lấy thêm ấy thôi, cái nào tiết kiệm được thì cứ bảo anh ấy đánh sạch đi, bắn. Cái này đem đánh được không? Dạ vâng, thế là anh em giúp nhá. Cái xà này thì đỡ mấy cái ấy, cái này thanh thì nó ngắn. Mai kia để làm vị kèo với đấy đúng rồi, làm vị kèo ấy. Vị kèo với cây giang ấy. Cái này là 48 này, 4 phân là 8 phân này, 48. Đấy thì là để làm này. Đấy có khi cái chiều ngang nó còn dài hơn ấy nhỉ. Vâng. Cũng phải cái loại này 3 cái. Vâng, anh cứ lấy cho bền đẹp cho em là được. Đấy. Hôm nay là đang bằng khẩu các bác, bằng khẩu mai anh ấy thu lóc. Anh ơi, em bảo này. Thì nhà bà đây thì mới nhận được tiền làm gạch ấy, lát nền này. Đấy thì anh đợt này là lại phải chuyển từ ấy sang lát nền cho em. Thì cái kinh phí là đợt trước anh em mình tính là như thế, cái lát nền là có trong cái giá tiền 38 triệu nhỉ. Hôm trước là tính 38 hay 39 nhỉ? 39 triệu là có lát nền đúng không? Hả? Đấy biết ngay mà. Thế bây giờ lát nền thì tính kiểu gì anh? Ờ, thế tốt quá, thế anh giúp nhá. À, giúp nhau nhưng mà vẫn phải lấy tí công đúng không? Vâng, được rồi, thế thì anh cũng thông cảm cho em bởi vì như này.
em đi làm từ thiện thôi. Ví dụ mà tiết kiệm được một chút nào nữa thì em sẽ phụ vào, ví dụ như hiện tại là chưa có cánh cửa, anh hiểu chưa? Có song cửa thôi. Mà tiết kiệm được 500, 1 triệu gì đó em lại lắp được một cái cánh cửa, hoặc là em mua được cái giường, cái chiếu cho bà. Đúng rồi. Đó thì là em cũng đi làm từ thiện, thì anh em mà bỏ được chút công ra thì lấy cái tiền tiền công ít ít thì giúp, tính hợp lý cho em với nhá. Bây giờ cả lát gạch cũng như vậy thì trước là bảo là xây là 39 triệu, bây giờ lát gạch như vậy thì tính cho 40 đi. Vâng, thế thì giúp cho em nhé. Thế thì đấy, thì là Phen mà mới nhận được thêm tiền của bác Thanh ở Đức, bác gửi 7,5 triệu. Đấy, thì là Phen sẽ giúp và mua gạch. Gạch nhà bà thì cháu sẽ nát ở trong các phòng thôi. Đấy, còn bếp này thì không nát này. Bởi vì bếp thì là để xoong rồi thì không cần nát. Đấy. Bếp thì thôi. Vâng, bếp thì thôi. Đấy, thì là cái phòng khách này với phòng ngủ nó thoáng mát là được rồi. Đấy, nhà bà là tuyệt vời đấy nhá. Nhà cao, cửa đẹp rồi. Nói chung là tất cả là có mái tôn này, có lát gạch này. Bình thường cháu đi làm giúp bà con ấy là cái nền gạch là không có là gạch hoa đâu. Chỉ có những người khuyết tật thì không nhìn thấy thì sợ là lần mò nó bẩn ấy. Đấy, là mới có cái nền gạch hoa thôi. Bà là mấy hôm nữa là nhà tự nhiên đẹp nhất khu này luôn. Đẹp nhất nhưng mà xã Thùng Bá. Đẹp nhất tỉnh ấy, không phải xã đâu. Nhưng mà riêng xã Thùng Bá chưa có. Đặt Hà Giang vẫn có rồi. Là so với nhà những cái nhà tình nghĩa tình thương là nhà của bà là đẹp, rất đẹp rồi. À, vâng. À, cũng trân trọng xin được cảm ơn các bác trên kênh của Phen đã giúp cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như gia đình nhà bà Loán đây, có một ngôi nhà, bây giờ bà ở này, sau đó là hai chị Toàn, chị Năm ở này, sau đó là tiếp tục là đến con của chị Toàn nữa. Đấy, có cái ngôi nhà ở nó bền. Sau này con của chị Toàn nên nó lớn lên thì cũng phải động viên tinh thần nó, bởi vì nó thiếu vắng tình cảm của cha. Đấy, bây giờ mà vẫn ở cái nhà lụp sụp thì sau này nó lớn lên thì nó cũng xấu hổ với bạn bè. Đấy, bây giờ phải dành tình thương cho nó nhiều vào. Đây. Các bác làm đây rất là cẩn thận luôn. Không có viên nào cũng bằng chặn chặn nhá, không có bị trùng mạch. À, ví dụ là trùng mạch viên này với viên này, nó viên này với viên này nó trùng vào mạch này thì nó không có khoảng hở này, tường nó yếu. Đây. Chào các bác nhá. Trịnh trọng giới thiệu anh Hình. Anh Hình thợ xây Tùng Bá. Cũng mong là sau này trong thôn, trong bản của cái khu vực này mà có được các bác, các mạnh thường quân giúp những hoàn cảnh khó khăn ở trong này thì Phen sẽ đến để quay chia sẻ. Và nếu mà được giúp thì sẽ trân trọng là mời đội các bác thợ xây này. Bởi vì các bác xây rất đẹp, đấy, nhanh nữa. Đặc biệt là anh này, hôm nay có 200 nghìn rồi, tí đi tán gái rồi. Đó. Và mình phải có một sập bằng này này, đấy. Ơ rồi, sao xin giỏi thế nhỉ? Rồi, xin cho mình rồi, còn cho cả chị nữa thì à ừ. Nữa à, không có đâu, không có đâu, phèn phèn không có đâu. Thế đòi đấy nhá, đòi nhá, mang đây à, rồi, thôi thầm mà ai làm thế. À không, thích lắm à, để xem còn đồng nào nữa cho hả, không lấy nữa hả. Lấy nữa không? Lấy nữa nhá. Cho một đồng nữa. Hả? Mới chẳng nghe. Hả? Cho một đồng nữa. Đây. Được. 2 triệu ấy. Tờ 2 triệu. Tưởng chê. À, tốt rồi, bật đất hết mặt này. Chê thôi. Ừ, rồi cầm đi. Đây là dưa của bà à? Hay là dưa của bà trồng ở đâu đây? Bà trồng ở dùng bãi ngô, dùng ngô. À thế à? Lúc nãy cho bà cho cháu đi mấy quả. Không, cháu không lấy đâu. Lấy đi ăn. Không, cháu xấu hổ, bà lấy cho anh em thợ xây ăn thôi. Ừ, thợ xây có nhiều mà. Dạ vâng. Các anh em thợ xây nó họ mệt họ phải ăn cho nó mát ruột. Cái này có mà, dùng bà khác làm mà. Mát ruột thì mới xây được. À đây rồi, người đẹp rồi. Về đây. Không về đây. Về đây.
treo tường ra này. Đấy. Đấy này. Đấy. Trèo tường giỏi gớm nhỉ, không nhìn thấy mà trời tường. Ôi cẩn thận, ôi cẩn thận dây à. Ai à? Ai. Ờ, chào người đẹp nhá. Ờ. Đẹp không dám. Hả? Nó vừa bảo đẹp như trai Hàn Quốc còn gì nữa. Hả? Đẹp mà anh đẹp trai thật. Nhưng mà có cái cúc quần ác ấy nhỉ. Úi giời ơi. Ông buộc chặt nó tụt đấy. Nhưng mà các bác bảo mũ này, mũ của Nhi Đồng này. Mặt thì đầu thì phụ huynh nhưng mà mũ này của Nhi Đồng. Không có hay tạm được thế. Mũ này á? À? Mũ này của ai đó? Mũ của các con. Mũ này nhìn đẹp nhỉ? Nó đẹp, nó lại hợp với anh. Mũ này anh bán không? Đi bán này, đi mua này không có giống cái loại này. À, một cái đẹp hơn. Đẹp thì đắt tiền đấy. Cái này bây giờ bán bao tiền cái này? Mua đi bán thì chả biết có thị trường nào có bán như giống cái này không, mình cũng hợp cái này. Hợp cái này à? À thích cái này thế à? Thích thì cái anh mới nhưng mà không có thì... Bán đi lấy tiền mua thịt ăn. À, thì lấy cái đồ đâu đổi cái gì? Thì đội lá chuối. À, chuối thế hôm nay có thịt ăn chưa? Thịt không có đâu. Thế bán mũ đi. Bán cho em đi. 100.000. Hả? Trong cũng không bán đâu. 200. Để kỷ niệm. 200. 200 cũng không bán. Triệu. Triệu ít quá. Ơi. 2 triệu. Thế thì thôi không được đâu. Không bán à? Không bán. Thế bán đi lấy tiền mua thịt ăn. Thịt ăn thì hết thì mũ còn đổi mãi mà. Đây. Vào đây em cho anh 1 đồng mua thịt nha, này cầm đấy. Anh cứ cầm lấy. Ờ. Anh cứ để đi cũng cảm ơn. Thôi được rồi. Đây bán cho cái mũ, anh mang mũ em anh đây, mang tờ này. Nhưng mà không bán đâu. Không bán thì cũng phải bán. Nào đưa đây. Em cũng nắng lắm, bây giờ đội ốm ấy. Hả? Cứ cười. Ôi thì lần sau thì cất chú khác thôi. Ông này cứ vào gặp cái gì hỏi mua ở đấy. Dép ông cũng mua mất. Giờ mũ ông đòi mua thì bó tay. Nhờ. Không bán thôi nhưng mà để. Để à? Thế đây được rồi anh, rồi cầm đi, cho anh đấy, cầm tiền mua thịt nha. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Ừ. Cảm ơn em fan rất là nhiều. Ở đấy dạo này dọc ngọt thế nhỉ, không khét như hôm đầu tiên nhỉ. À, hả? Thời đúng, đời sống phải thay đổi chứ. À đúng, phải thay đổi nhỉ. Gặp fan fan phải thay đổi tí nhỉ. Như cú mái thì có nên cái gì đàn ông. À đúng rồi, đây, đây cầm mua thịt, đố anh biết bao tiền này. Cũng không biết được nữa, tôi hỏi tiền xem bao nhiêu tiền. 1 triệu. Không biết được nhờ. Tao này 1 triệu. Bao nhiêu đấy? Ông Câm này, ông mù đi hỏi ông Câm thì cũng chịu luôn rồi. Anh nói cho ông hiểu là bao tiền, ông biết không? Không biết. Đâu là hai ông, xem hai ông giao tiếp với nhau kiểu gì đâu. Ông mù với anh Câm xem bao nhiêu. Đổi à? À cất đi à? Bao nhiêu tiền? Chín lại á? Chín lại á? 100. À đây ông ấy nói được cái này. Thế bảo không nói được. 100 một chiêu. Bao tiền rồi? Ông này bảo 100. Không phải 100 đâu, tờ này 1 triệu đấy. Thế cảm ơn nhé. Vâng. Thế hôm nay được thịt ăn. Ờ. Mua thịt về phải đợi vợ đợi con về ăn cùng nhá. Không được ăn một mình nhá. Không được ăn tham nhá. Ờ, ăn tham là không được rồi. Thế là số hộ đàn ông. Hey. À, hôm nào sang nhà anh, hôm nọ là có cái quay video chia sẻ với các bác là nhà anh là bây giờ mong muốn là có một cái xe máy để động viên tinh thần anh ấy. Thì cũng có rất là nhiều bác là đang quan tâm rồi. Đấy, cũng mong là các bác là thương giúp cho anh ấy, gia đình có cái xe máy. Đấy, để cho vợ anh ấy có thể chở được chị Năm, chị Toàn hoặc là bà hoặc là con của chị Toàn ấy đi học. Đấy, thì là phe anh cũng không dám kêu gọi gì nhiều. Và chỉ muốn mong muốn là thôi giúp cho anh ấy cái xe máy để anh ấy có cái phương tiện đi lại.
Lúc đấy phải yêu đời vui vẻ, nghe lời phiang phiang. Vui quá nhỉ. Vui nhất tỉnh rồi nhỉ. Nhưng mà anh biết trèo cả cửa sổ vào là giỏi đấy. Không trèo để lấy đôi dao vào, đây là 3 mét thì sao trèo qua được. À. Phải trèo có lỗ để anh phải trước, phải trước thì không có được. Phải đi đường vòng nhớ. Đi vòng tiếp gì đấy kia. Thế phải để cái cửa em phải để trèo vào để em xem quay một kiểu ảnh. Cho đẹp trai, đẹp trai nhất tỉnh. Dép vứt đâu rồi? Lại cho dép vứt đi rồi. Cất cho đẹp à? Cất cho nó mới thì đi mãi nó lại rách. Thế à? Ờ rồi, em đi quay qua qua đây cho các bác xem cái ngôi nhà. Theo cảm nhận của anh là nhà này đã đẹp chưa? Cảm nhận ngôi nhà đã sờ quanh quanh chưa? Sờ hết rồi. Thế nhà này có mấy phòng? 3 phòng. Đúng rồi. 3 phòng với là một cái bếp ở đây. Bếp ở đâu? Bếp ở đây. Đâu phải bếp đấy, đấy là phòng ngủ chứ? Phòng ngủ ở bên này chứ. Bên này đây là phòng ngủ của bà. Kia là đây là phòng ngủ của bà đây. Giáp với ở mấy con heo kia kìa. Còn bên này, đây. Bên này, đây. Ừ. Bên này thì là bếp. Bên này bếp à? Và bếp và có cái cửa nhìn ra bếp đây, còn bên kia thì là đi xuống cái nhà tắm, nhà vệ sinh ở ngoài. Ngoài kia bị phốt ở kia. Đấy. Đấy là cái khu ấy, đây quay cho các bác xem. Anh cứ đứng đây chơi với mọi người đi. Anh Thuyên ơi. Rồi, đây ui giời ơi, người đẹp. Gọi điện em không nghe bởi vì em đang dùng điện thoại. Đây các bác. Thế à, đây là con anh à? Hả? Hả? Hôm trước các em bảo là gắn cho ông này lấy bà kia và còn lại bà treo không cho lấy. Lấy bà trên. Bà cái kìa. Bà bảo là cho lấy à? Ông ấy vừa kiếm được 200 rồi. Thanh niên này kiếm được 200 rồi. Ê, đẩy vừa khỏe lên. Phụ vữa mạnh lên, khỏe lên. À đâu, đây con của chị ấy chứ. À, tưởng anh bế từ nhà sang. Ừ. Anh Thuyên, nhà này. Hả? Em họ hay như nào? À em... Đâu, em của ông em ở. Nhưng mà có anh em gì với ở nhà bà đoán này không? Vừa bảo là con cháu mà. Có lấy được không? Chắc vẫn lấy được. Ôi. Ở trong này trong cùng họ vẫn lấy được. Nhưng mà cùng họ mà gần là không được bởi vì... Không gần đâu. À, thế là bắn 7 tầm đại bác mới tới à? Thế thì lấy được. Thế bà gả ông này cho bà Toàn. Bà không cho à? À thế thích bà Toàn ấy. Bà Toàn không lấy ông này. Bà Toàn chê. Bà Toàn là sợ các bác, bây giờ bà Toàn mà có con đàn ông lạ sờ vào tay là bà giật mình, bà sợ. Đây, cái khu vệ sinh này mấy em nữa làm giáp lên luôn các bác ạ. Có một cái mái che chỗ này nữa thì để cho là đi từ nhà vào nhà vệ sinh này cho nó đỡ bị mưa, bị bẩn. Đi đây. Các bác bảo là làm nhà vệ sinh bên trong nhà nhưng mà thực sự với các bác là nhà là chia phòng 3 phòng diện tích không có nữa. Với cả làm nhà vệ sinh ở bên trong thì nó sẽ có mùi một chút, nó phun không phù hợp. Ở ngoài này có phải làm cái hè không? Cái gì? Ngoài cái làm cái hang hiên khoảng 1 mét nữa. Cái hiên đằng trước cửa nhà rồi. Trước cửa nhà đi. Vâng. Đằng trước cửa nhà dưới đây. Anh Thuyên à, được một bác vui quá, bác ấy giúp làm nền nhà rồi, làm gạch hoa rồi. Đấy. Bác Thanh ở Đức, bác ấy giúp làm cái nền nhà cho nó sạch. Quá phù hợp, chỉ có cái bếp này thôi, nó không có làm ấy bằng bếp nó không lấy gạch vào đâu. Gạch vào căn bản là đi lại trơn. Không bếp để lồi xong, xong rồi. Dạ bằng bê tông đấy cái bếp. Vâng, đấy cái bếp bê tông. Phải mái bò rồi nhá. Đấy đúng rồi, con có bò từ trên nhà đấy, hôm đầu em cũng nghĩ nhiều em bé này. Nghĩ nhiều em bé này mà bò cái nền bê tông ấy. Xước cái đầu gối may quá. Rất là ý nghĩa. Bà có nhớ ai giúp bà tiền làm những nhà này, cái nhà này không? Con cháu bảo bà không nhớ đâu. Thế để tí ra cháu nhắc lại trên đoạn video này cho các bác xem nhá. Thank you.
nhưng mà nhiều nhất là bác Cường ở Thái Nguyên. Vâng, đúng rồi. Bây giờ bác đang ở Mỹ. Bác ở xa lắm. À đúng rồi. Một lần 20, một lần 50. Một lần 50. Dạ vâng. Bác thương. Thực ra là anh hôm đầu tiên mà anh không cáu em là bác còn thương anh nữa. Nhưng mà bây giờ các bác bình luận trên kênh ở đấy. Bây giờ vui vẻ này. Mấy con mấy đúng mà nhỉ. Đúng là gì nữa. Đấy. Mình không có ai thương nhỉ. anh Thuyên này các bác ạ. Anh Thuyên này anh cũng là một trong những người rất là tốt trong cái bản này. Cứ có cái hoàn cảnh khó khăn nào hay như nào thì anh ấy thường thường là cũng đến để chia sẻ. Nhưng mà anh ấy chỉ gửi ảnh lại cho Phen Phen thôi. Cũng mong là thời gian tới là Phen với anh Thuyên đồng hành ở trong cái khu vực này, giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phen thì thường thường là ưu tiên những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như một là khuyết tật, thứ hai là bị mồ côi không nơi lương tựa, thứ ba là những cái hoàn cảnh người ta còn khỏe, còn trẻ nhưng mà người đã nỗ lực cố gắng trong cuộc sống để vươn lên nhưng mà không thể thoát được nghèo. Những cái hoàn cảnh đấy thì mình sẽ hỗ trợ về cái cách thức để phát triển kinh tế. Còn nhà bà như bà đây thì an cư lập nghiệp thì khó lắm, xây nhà thì khó lắm. Đây là giúp cho bà ngôi nhà này thật sự là xứng đáng các bác. Như này chắc là chiều mai là thu lóc được rồi nhỉ anh Hình nhỉ? Vâng đấy, anh giúp em nha, đo nhá. Xong anh đo tôn luôn em nhá. Anh lấy tôn xanh ấy. À, tôn xanh anh báo với ở cái bạn chở vật liệu kia, bạn ấy chở luôn cho anh. Vâng, tôn này, úp lóc này. Anh ấy gọi luôn cả bệt, ống nước, bệ xí các thứ ngoài này. Lấy cái loại nào thì anh báo với ở cái anh chở vật liệu anh lấy luôn cho một chuyến vào. Vâng đấy. Anh được mét rưỡi không? Mét bảy mấy. Bảy mấy á? Em mét 75 đấy. Em 75 luôn. Em cao hơn anh á. À, anh đo xem. Ừ, chắc cao hơn thật rồi. Tại vì anh 77. Thấp hơn à? Ý là Phen thấp hơn là anh. Thì đang bảo là Phen cao hơn mà. Thì đang bảo Phen cao hơn, có bảo là Phen thấp hơn đâu. Phen dáng người mẫu ấy, chẳng qua là dạo này hơi béo tí thôi. Nhưng mà em dạo này em giảm cân được rồi. Anh giảm cân được 5 cân rồi đây này. Thế à? Ôi vẫn nhìn như con Tịnh ấy. anh bao nhiêu cân? Anh bây giờ đoán 8, xem. 8 mấy? Em đoán rồi, em bao nhiêu cân? 84. Anh vừa rồi 89, bây giờ còn 84 nữa. Thế à? Xuống được 5 cân gần mà. Em đoán này lâu lắm để há cần á. Ăn nhiều quá nhỉ? Mình có 62. 62 á? Em 69. Em hôm trước là 64 cân. Nhưng mà em uống nước lá ổi. Giảm béo, thật luôn. Lá ổi giảm béo được. Vâng. Một loại hay là mấy loại đấy? Anh cứ uống nước lá ổi với ăn quả sung ấy. Không, quả sung. Quả sung là cái gì nào? Quả gì nào? Quả sung ấy. Quả như quả vả ấy. Các bác cứ nghe lời Phen Phen, một là uống nước lá ổi, hai là ăn cái quả sung ấy. Anh biết quả sung đúng không? Đấy. Sao ông Thuyên này ông Thiệu này không biết? Quả sung cái gì nào? Bố làm là muộn quá, nếu mà sớm thì sung là măng hoa đó. Hả? Ở gần đây không anh? Ở sớm ngoài cái thứ. Phải để hôm khác được. Quả cái quả sung anh không biết quả sung đấy á? Không biết. Bờ mạc khiến cá trong bộ rô cả lão. Mạc đư á. Cái quả bé bé. Mạc đư à? Lá dài dài gì? Lá dài dài đấy. Anh biết tại sao quả đấy nó lại giảm béo không? Hả? Quả đấy anh ăn vào nó không có cảm giác đói. Thật luôn, lúc nào bụng nó cũng đầy, no. Đấy, ăn quả đấy, các bác nghe lời Phen Phen, sáng cứ làm 3 quả, cảm giác cả ngày không bao giờ đói luôn. Uống nước lá ổi vào nữa. Nhưng mà anh đừng có giảm. Anh là giảm thì còn mỗi xương bọc da đấy. Mua cho là cho vợ uống. Da bọc xương. Không, bà đấy là... cần gì đi mua? Không. Vợ, đây, cái... vợ anh ấy, vợ anh là khỏe ở trong bản đi làm. Mới đi làm được ý. Béo thì nó giảm cân. Béo khó. Béo ôm mới thích. Nó xấu giống như cái ổng đúng nè. Anh có đẹp đâu mà anh bảo người ta xấu. Vợ anh hơi bị xinh đấy. Anh chẳng qua anh không nhìn thấy thôi. Mặt vê lai, môi đỏ, má hồng.
Mỗi không có cái gọi là thắt đáy nưng ong thôi. À, là đẹp rồi, đẹp nhất khu này rồi, không phải giảm nữa. Giảm để không đi được trồng sắn trồng ngô được. Đéo qua nó đi vướng đường đấy. Làm tốn chỗ à? Tốn vải. Không, vợ anh như thế là khỏe rồi. Mình ở trong bản là mình ấy có cái là em thì ăn ít xong là ăn nhiều đi lại nói nắm thì em phải giảm đi thôi. Cái này có làm xong rồi anh? Dạ. Là xong xong bằng sắt đi. Cái gì? À có chấn xong bằng sắt. Thì là cứ tính từ từ rồi sẽ tính. Đấy. Nào phải đến dẫn ông này đi tán gái được. Tiến bật, tiến bật bà tèn. Cái cửa sổ mình ông còn biết nói là bà cao quá nọ. Hả? Để dài quá nọ, cao nhiều cao quá này mà 80 là vừa. Anh đúng nè. Bây giờ làm nó phải to mới rộng mới thoáng nhỉ. Làm như cái chuồng chim ấy. Nhưng mà gió nó hấp vào. Gió thì mình đóng cửa vào. Làm cái một lớp cửa nữa. Ừ. Ai để làm cái cửa sổ làm như cái chuồng chim ấy, bồ câu ấy, làm gì phải làm cái cửa sổ như thế là đẹp rồi nhỉ. Anh đúng là gió này nó thổi vào. Đấy mấy phòng có một cửa thôi mà. Suy nghĩ của anh là giống các bác ở trên vùng cao làm cửa sổ bé tí luôn, có những nhà không có cửa sổ. Bí gì luôn. Cái là thở bơi nhèo lấy cha hơn cấp 4 của nó là hơn xe. Đây phải anh. Chui. Vào đây. Em vào đây nhá. Ủa đấy. Đây này, đây là một cửa sổ này. Đấy, cửa sổ trong phòng này thì nhìn ra đằng sau này. Bọn anh trèo lên kiểu gì nhỉ? Rồi. Này không có thang này là không đi được các bác. Lên thôi em không lên nữa, em đi vào đây. Đâu? Ai rồi? À. Ông Thiệu vừa đánh mình nhá. Hả? Anh vừa đánh em nhá. Quay cái chỉ cái cửa không nhìn thấy. Cột này là có sắt ở trong đây này, không phải ở đâu, chẳng qua là trụ bằng ấy thôi. Có sắt rồi người ta quay hết đấy. Chứ... làm nhà không có cột. Nhà người ta làm như thế khóa cho châu anh nói tát vào mồm một phát thì. Ôi giời. Đi chân đất để cẩn thận dẫm một đinh ấy, uốn ván. Hả? Làm nhà làm này kia. Làm này chứ làm có bố chỉ làm thế thôi chứ mà lại cốt sắt người ta đóng cái cốt sắt người ta là phải đóng khung cứng đổ mái bằng thế chúng ta đổ. Đòi lại 100.000 bây giờ. Nói lắm. Đấy không họ nói. Không phải mình nói, mình thế không cạo cái râu đi à? Râu không cạo đi à? Để nhổ nào. Nhổ nào. Đau không? Thế đó, từ xem nào. Thế nào, hai ba ấy. Anh. Ê, chờ không gì này, có nhổ đó. Được dụng một cái này. Nhà này là đẹp rồi, trêu anh thế thôi. Đẹp tuyệt vời rồi, nhưng mà họ cái người ta nói thì... Người nào nói? Chẳng... đã không nhìn thấy rồi, còn cứ thích phán. Đúng là chán đời, nha chị nhờ. Nhà đẹp thế này. Ôi dồi ôi. Được bao nhiêu viên à? 2, 4, 6, 8, 10, 15 viên nhé. Đi, đi vào đi. Anh ấy bảo là hôm trước có bác ấy bảo để cửa to quá. Để cửa này nó mới rộng nó mới đẹp. Chị đang làm gì đây? Thế ăn cơm là ăn cơm ở trên kia hay ăn ở đây? Nhà. Chị nấu cơm ở đây xong mang đi cái nhà ăn. À thế là ba người là ba mẹ con ăn cùng nhau à? Thế không ăn cùng với anh ấy? Vâng. Đâu thế bà ơi? Cũng anh cũng được, nhưng qua hai đứa này không biết lên thang. Vâng. Thế là... chị nấu hay bà nấu? Chị bà không đi. Biết nấu đấy. Hả? Chị cũng biết nấu. Nấu đấy. Chị cũng biết. Mà. Biết nấu à? Biết nấu đi. Hôm nào chị nấu cho em một bữa ăn nhá. Nào phải chị nấu em mới ăn. Người khác nấu không ăn. Thế bây giờ ăn cơm đi. Ôi, hôm nay không. Hôm nay không. Hôm nay em có việc rồi. Em vào chơi một chút. Đâu bà, cháu đi lên thăm chị Toàn nào. Đâu nón đâu? À quên quạt đâu? Mua 10 cái về quạt cho quét quạt cho mát.
Đây còn bằng này xi đấy ạ. Xi này cát à, vâng. Ở đây vẫn ở đây thì là nó gần hơn nên là cứ vâng, ý em nói là thiếu bao nhiêu thì ấy. Thì lấy thêm đi. Quạt à? Ơ quạt mà. Quạt à? Ờ. Có lấy anh lên không? Lấy không? Lấy ông kia. Lấy ông. Lấy ông kia. À giấu ở đấy à? Ai à, nhiều đấy nhỉ. Cái cua chưa làm, cái kia chưa. À, đây à? Tám cái à? Làm nhanh phép chứ nhỉ? Bao nhiêu tiền một cái? Cái 10.000 à? Tám cái là bao nhiêu tiền? 10.000. 80 cái, à quên. Chị Tèn này đã, lúc đầu vào còn ít nói nhưng bây giờ đã nói được thêm vài câu rồi. Đấy. Thế à? Cái ngoài kia có ông thợ xây ấy. Bà bế cho chị đi. Bà bế cho. À, mà có lấy ông thợ xây ngoài kia không? Ông phụ vữa ấy. Lấy ông làm chồng không? Anh ông lên mà đấy. Ông lên. Đẹp trai lắm. Hôm nọ ông lẹn hay ông lẹn nhỉ? Ông lẹn. Ông lẹn nhỉ? Ông tên là lẹn chứ không phải lẹn đâu. Lên. Hả? Lẹn chỗ nặng không ạ? Lặng là lẹn. Phải lẹn đâu Huyền đâu. Lên. Lẹn đâu phải Huyền nặng, giấu lặng. Lên nặng lời nào lên nặng lên. Lẹn. Lên nặng lên. Anh đọc lại nào. Lên. Không phải Huyền. Có phải anh có đọc Huyền đâu. Anh đọc lên. Lên. Lẹn. À. Đấy, tên là lẹn. Ông ấy tên lên. Rất là ác luôn. Em ngọng cao là thấp nhưng mà em biết dùng dấu lặng. Lấy ông đấy không? Hả? Lấy nhá. À, ba bảo lấy này. Ông Phen mua áo cưới cho. Mặc váy. Mặc váy cưới. Lấy ông đấy không? Lấy à? Đi gọi ông kia về đây chưa? Đi lôi ông kia về đây. Đi gọi ông kia về đây chưa nào? Đi gọi ông về đây. Ông Lẹn ơi. Lẹn ơi. Anh Lẹn ơi. Tên rất ác à. Bây giờ lấy ông đấy với điều kiện ông về đây ở với mình. Ở trong phòng kìa, có một phòng kìa. Xây cho chị một phòng còn gì nữa. Đúng không? Nhà này 3 phòng, chị 1 phòng. Đấy, chị 5 1 phòng, bà 1 phòng. Chị có bao nhiêu cái? Ừ, lấy bao nhiêu cái? Có bao nhiêu lấy hết? Lấy hết ạ. À? Vâng. Mẹ qua đi chặt về một miếng. Nhưng mà chưa làm được à? 20 cái. Nhưng mà cái đấy đã đan đâu? Đúng. Đúng. Đốc phèn à. Cho phía đây hát đám cưới à. Đâu đâu rồi? Ông à. Cái này cái lon. Vào đây à. Vào đây nào. Vào đây à. Ừ. Anh Thiệu ra đây. Ông Câm ra đây giới thiệu làm mối cho ông Mùi ra đây. Thiệu à. Ra đây à. Sau làm nhà. Ok lên duyên. Làm nhà xong là cho làm con chị. Đồng ý cho ông này làm phải không? Có à? Có à? Thế còn chị? Chị Tên có đồng ý không? Đồng ý ông này không? Anh hả? Đứng ra đây xem nào. Ra đây đứng gần gần xem nào. Đứng gần gần. Đứng gần. Nhanh lên xem nào. Vào đây xem. Đi dậy. Sợ. Thế bà đi ra đi. Bà đi ra không xấu hổ. Đi vào đây. Ông ấy bảo có bà. Này, vào đây. Đi vào đây, vào đây. Vào đây. Nhanh nhé. Không lấy đâu à. Xấu hổ, ngại. Nhờ. Tối cơ, tối mấy ngân. Ông này thì tất cả là mọi thứ là nguyên bản hết. Chỉ có một nỗi cái mic rồi. Mic không nói được, còn đâu tai nghe vẫn sử dụng được. Còn nguyên hàng nguyên bản luôn.
Động cơ hai thì đấy. Đấy, có hút nổ xả đoàng hoàng đấy. Tôi biết chăm sóc là được rồi nhỉ. Nhà cứ không phải xấu hổ đâu, cứ nói chuyện. Bây giờ là 8 cái này, em lấy 8 cái này để mang về nhá. Thì 8 cái này là bao nhiêu tiền? 80.000 nó mua bịn cho con này. À, dạ dạ. Thế 90.000 có già có lợi không? Được chứ. Mua 100.000. 100.000. 100.000 mới được. Thế nào đàn hết mình lấy nhá. Không. 100.000 là đan cho thêm đấy. 70.000 được không? Được không? Không. 8 cái đấy. Căng thế nhỉ? 8 cái 70.000. Đan hết này, khuyên mãi cho 2 cái về nhà luôn. À dạ, kinh, bán hàng ác đấy. Kiểu phèn rồi đấy. Bán ạ. Anh phèn đẹp trai thế này có yêu không? Bán hàng là phải có khuyến mại. Nhưng mà đan chia nhà, ai mua mẹ mua bán đi. Thế là 8 cái này là 70.000 nhá. Yêu anh Phang mà anh Phang cho chở ô tô đi vùng cao du lịch. Làm sao mà yêu được Phang? Ôi trời ơi cái ông Thuyền này. Đây. Một tờ này bao nhiêu tiền? Tờ này bao nhiêu tiền? Bye bye này. Ai dồ. Căng nhờ. Ai dồ dồ. Thật à? Ừ. Rồi. Thật không? Tờ 50.000 á? À? À. Sao chị biết? Nhưng mà có nhìn thấy thật không đây? Quen. Hả? Bà không được nói nhá. Không được ai nói nhá. Đây. Đây tờ này nữa, tờ đấy bao tiền? Ai dồ, chết thật rồi. Đây nhá, tờ này nữa, tờ này bao nhiêu tiền? Đây tờ này, tờ này, tờ này, tờ này, tờ này. Tờ này bao tiền nhỉ? Bao nhiêu? Nhầm 20 nhầm. Bao nhiêu tiền? Chỗ này là 80.000 à? Một tờ 50 à, một tờ 20, một tờ 80 à, 10.000 à. Tờ này là tờ hai tờ 50.000. Một tờ 10.000. Là 100.000 nhá. 101. Bà cộng tiền làm tôi toát mồ hôi rồi, chết rồi. Thật à? Thế mua bỉm cho con là mất bao nhiêu tiền một hộp bỉm? Bỉm hộp 130 đi. 130, đây có 101 thì làm sao mà đủ mua được? Thiếu 20. Thế đây, thêm một tờ nữa nha. Tờ này bao tiền? Ai dồ, căng thế nhỉ? Tờ này nào? Tờ này, đây, 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 đây. Bao nhiêu? Mấy? Là bao nhiêu tiền chỗ đấy? 130. Ồ, 100.000 với cả 30.000. Đúng chưa? Đâu đâu? Đếm lại xem nào, đếm lại xem phải không? Đâu? Đếm như kế toán ngân hàng nào. Đếm 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 đếm. Bao nhiêu nhỉ? À, kia có 130.000 à? Đấy nha. Dạ. 130.000 này để em mua bỉm nhá. Rồi, em đi về đây. Lại đan tiếp nhá. Đan bằng cái cành cọ này nhỉ. Cái cành cọ này nó chưa nở ra đâu. Phải lấy cái loại non này mới ấy chứ. À thế à? Bao nhiêu nâu mới được một cái này? Đan như này này. Nhưng mà trẻ con của ai lấy biết đan được. Nhưng mà chị đan bao lâu thì mới được một cái? Một ngày 6 cái. Một tí một cái thì cơ mà chả nhanh quá bà, đúng không? À, hôm qua bà lấy vé này cho một nhưng mà tự nhiên đan không nhìn lên nhé, trong đấy tay đan mà. À đây à? Mặt thì nhìn lên trời à? Không nhìn đâu mà, thì có nhìn đâu mà. Mất tiền đâu quả. Bà làm mà cả tính tắt đèn đi hết, tới om mới làm. Thế chị thích ông lẹn cái không? Không thích. Lúc nãy bà thích quá. Chắc vừa lại thích mà. Ôi ôi, thiện à. lại bảo ông lện vào đây nhá. Hả? Lại bảo ông lện vào đây nhá. Không. Vì anh nhưng mà ông mong lên quay kia nhảy kia là con trai chứ. Ờ, đấy là lửa trai lửa gái.
Ý là ông là con trai nữa. Đúng rồi. Nhưng mà xấu thì... Đấy là anh Đồng bay bay. Anh Đồng ấy. Nhưng mà hôm nay chị có cái quần đẹp thế nhỉ? Quần đỏ đẹp thế. Quần đẹp. Thôi em đi về đây. Chào chị nha. Cháu chào bà nhá. Ôi ôi cái nạo mà. Đi chị lại đan tiếp nhá. Nọ có các bác bảo là mua rồi. Vâng. Dạ. Xe đây á. À? Ôi vẫn còn ngon đây. Hả? Cái vỏ thì vẫn được nhỉ. Em về đây. Bây giờ mình mua được 8 cái quạt giá 10.000. Là mình ví dụ như 80.000 đi chẳng hạn. Bây giờ mình về mình bán 500.000 cái. Rồi lại to. Bán ra nước ngoài. Cái này thì anh chỉ lấy về chơi thôi. Anh có bán mũ không? Mũ thì anh không bán. Không bán à? Không tiện lại. Triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu không bán. Chán thế. Để mai kia không có mũ đội. Thì lại mua cái mũ khác. Khác thì... Kia này có mũ chè, mũ cọ này. Cọ thì mũ vợ. Mũ không đẹp bằng mũ mình nhỉ? Cái này hiếm có. Hiếm có, khó tìm nữa. Thôi em đi về đây. Ờ thôi hôm khác nhá. Thôi hôm khác nhá. Khác nào cũng bị khác mà. Nào mà có trâu nó ị ngoài đường anh em mình lại đi thẩm định tiếp. Ờ. Thế à, ông nào quay ai cũng hỏi ơi thiểu đi giống cốc trâu à. Ai xem. Ai cũng cười à? Ai cười không nổi mình đi bác sĩ khám rồi à. Ông nào thiểu đi giống cốc trâu à. Ai giờ cho dân à. Bảo thằng phèng phèng này bựa thế nhỉ. Phèng này không tin mình mắt kém. Thôi. Em đi về đây anh Thuyên này. Không khác nhá. Anh em mình gặp anh nhá, em đi sang em xem qua đã. Uống nước đi. Cháu không uống, cháu đi về đây. Yeah. Ừ. Anh cảm ơn em rất nhiều nhé. Dạ vâng. Đây em qua đây chào các bác ấy đã. Cháu đi về đây. Đây đằng sau các bác đấy, của ngôi nhà. Em đi về đây. Dạ. Em đi ấy. Đi về. Em cho chị một tờ nhá. Này. Chị cầm để mua thức ăn cho cá cho ngan, cầm ấy, vịt. Cầm. Em cho chị nhiều lắm nhờ, chị không lấy đâu. Không lấy đứng im chứ nào, em cho tất cả mọi người rồi còn chị cầm lấy đi. Okay. Nhá. Chị cảm ơn. Dạ vâng. Vui vẻ nhá. Vâng. Ừ. Cảm ơn em nhá. Vâng, em đi về đây. Có mỗi đầu mỗi người một tị. Các bác cũng gửi giúp làm nhà cũng cho Phen Phen một chút, Phen Phen đổ xăng, Phen cho lại mọi người. Phen xin được trân trọng cảm ơn các bác. Thôi em đi về đây. Chào mấy bác thợ xây nhá. Chào anh Hình nhá. Chào anh Được nhỉ. Anh Được, anh không bao giờ mất. Ôi, chào ơi. Chạy sớm. Chạy sớm thế nhỉ, ông Lệnh này chạy sớm thế nhỉ. Vào tán gái tí chạy mất. Ờ được. Giống như pay hầu các bác. Nhưng mà chịu khó đi làm. Pay hầu thì không, anh Lệnh anh chịu khó đi làm. Ờ cháu đi về bà nhá. Cảm ơn. Không, cháu không lấy. Không, đi ăn. Cháu không lấy. Cháu không. Cháu không lấy. Không. Ăn chơi đấy con. Ăn chơi cháu cũng không lấy, cháu không lấy của những người nghèo, cháu chỉ lấy của người giàu thôi. Không. Bà cháu không lấy, bà làm cháu cũng không lấy. Bà để bà ăn hoặc là bà để cho anh em tự xây. Anh em phải xây có mà. Không phải là cháu chê, cháu tiếc gì đâu. Chứ không phải là cháu chê của bà đâu. Nhưng mà bà mãi mới có mấy quả dưa này. Không, bây giờ cháu lấy dưa đây. Cháu không lấy là không lấy. Được. Nếu mà bà cho cháu thì cháu sẽ trả tiền bà. Không. Đó. Người nào cũng bà cũng cho mà. Không, thế thì bà để lại cho các anh tự xây. Anh em xây có nhiều, ở trong ruộng bà cháu không, không lấy. Cháu không lấy của người nghèo. Bà cháu đi về đây. Bà không dùng, không dùng gì đấy. Không, cháu đi về đây, em chào chị nhá. Vâng. Thôi, dạ vâng. Bà mà bao giờ bà mà giàu bà nhiều tiền thì bà cháu mới lấy. Cháu chỉ lấy của người giàu thôi, không lấy người nghèo. Em chào chị nhá, chào các anh nhá. Thiếu bao nhiêu thì anh lại bảo. Anh tính cho nó đủ. Vâng, thế anh bảo anh em thợ xây. Vâng, thế anh bảo nhá, anh bảo thợ nhá. Anh Hình ơi, em bảo này.
vật liệu ấy cứ thiếu thì anh sẽ gọi cho em thêm. Đấy, miễn là nó không thừa ra được nhá. Cứ lấy đủ đi. Lấy đủ cát các thứ đàng hoàng nhá. Em đi về đây. Đấy, cảm ơn mấy anh em nhá. Chào nhá. Video của Phèng Phèng chia sẻ với các bác đến đây cũng xin được kết thúc. Phèng xin được trân trọng cảm ơn các bác đã xem video của Phèng. Xin chào các bác và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phèng.